Sắp nấu xong rồi ăn mì tôm sống làm gì? Mày đến tháng à? Khó ở thế. Sao mày phải giấu tao? Giấu cái gì? Thế bó hoa mày để đâu rồi? Đến cái nước này mà mày còn không dám thành thật với tao à? Hoa nào? À, hóa ra là chuyện đấy. Mày ghen à? Tao mà phải ghen á? Mày nhìn mặt của giống tao đang ghen không? Tao đầy trai theo đuổi, vừa giàu vừa đẹp trai. Mày thích ý, thì cứ đi mà yêu cái lão thầy giáo đáng ghét này đi. Thầy nào, giáo nào, anh bảo em bao nhiêu lần rồi, không yêu đương gì hết. Mà nhất là đấy là đối tượng của Ly, em biết đường mà tránh xa chứ. Ly, trong tình yêu ấy là không được nhường nhịn. Mình phải giành giật, tranh đoạt lấy hạnh phúc của mình chứ, đúng không? Cố lên. Vâng. Anh luôn ủng hộ em. Nhưng mà giành giật cái gì? Nhưng mà em chỉ là tình đơn phương thôi. Em không được nản chí nhanh như thế. Mình đánh đồn có địch mới thú vị chứ. Dừng lại. Hai người thành một phe được khi nào đấy? Này, tao mới là người cho mày ở nhờ đấy. Từ khi mà ấy, thầy Tú đẹp trai của tao ấy tặng hoa cho mày đấy. Và anh luôn phản đối chuyện em yêu sớm. Bỏ chân xuống. Con gái em đứa ngồi chả ý tứ gì cả. Em cứ thích để đây đấy. Không được, ngồi như này không đẹp, không lịch sự. Mà em qua cái đường vành đai của anh đấy. Cái vạch biên giới này ý, là nó có chửa nên là nó mới cong thế đấy. Đúng là cái đồ ông già khó tính. Bảo sao ấy, đến bây giờ anh vẫn còn chưa có người yêu đấy. Được. Mà quay lại vấn đề chính đi. Thủy Tiên, em chia tay với thầy giáo ngay lập tức. Ơ, em với thầy có gì đâu. Anh không cần biết. Đấy là đối tượng của Ly rồi. Em không được nhòm ngó tới. Thế mới làm ăn tốt chứ. Ơ, sao anh mâu thuẫn thế? Anh mâu thuẫn gì? Chính anh vừa bảo em là tình yêu là thứ không thể nhường nhịn được, mà phải đấu tranh mới giành lại được cơ mà. Thì đấy là anh nói với em thế. Thế em với Thủy Tiên khác nhau chắc. Nhưng mà có phải là em để thầy giáo trước không? Thì đúng. Nhưng mà ấy, từ cái khoảnh khắc, từ cái giây phút mà thầy giáo tặng hoa cho Thủy Tiên ấy, là em đã hết cảm xúc rồi. Tiên, em có nhận hoa của thầy giáo đấy? Em không. Tốt. Đấy, anh nghĩ là em nên cho thầy giáo một cơ hội nữa. Bởi vì cơ hội không dễ dàng có được đâu. Cơ hội không nhiều như không khí đâu anh ạ. Nếu đã cho một lần mà không biết nắm bắt ấy, thì không bao giờ lấy lại được đâu. Hãy